Hello. Xin chào. Chào cả nhà. Hello mọi người. Hello, hello, hello. SOS, SOS. Xin chào, what's up? Hello em. Hello. Hello. Yes, oops up. Tối nay mình bị nhốt ở khách sạn nên là mình quyết định là mình sẽ úp sọt các bạn. Tối nay mình không được đi chơi và các bạn sẽ phải nghe mình tâm sự. Cái gì? Rồi livestream toàn ngồi gần nhỉ? Mặt mình hôm nay hơi mệt tí, mình mới xuống sân bay đi test Covid xong rồi rồi mình nhốt ở khách sạn. May quá em đang hóng gọi tên em đi anh. Hello ai? Taiwan, xin chào Lee. Ni hao. Hi Mr. Nathan Lee and everyone, happy weekend. Hi. Gorgeous. Thank you. I look a little bit tired. It's okay. Just a little bit. What's up? Hello em. Hello from the US. Hello. Hello anh em mình mãi đỉnh luôn. Đỉnh không em? Love Idol from Prague. Chào em. Lâu lắm mình không có dịp đi Prague. Ở đây có bạn nào đã từng đến tiệc chưa? Tiệc khách. Prague is so beautiful. I love that city. It looks a little bit like Paris, though. A little bit. Love your music from California. Hello. Thank you. Em đang ở tiệc đây anh. Tiệc bây giờ có lạnh không em? Mùa này chắc vẫn lạnh đúng không? Hello. Tiệc khác đây. Idol gọi tên em đi. Hello em. Hello Thanh Hoài. Prague đẹp ha. Mình đợi bao giờ thời tiết đẹp thì mình sẽ trở về châu Âu. Mình không thích thời tiết lạnh lắm. Mình chỉ thích lạnh khi mà mình đi trượt tuyết. Germany, chào anh ạ. Hello em. Guten Tag. Forever young. Hôm nay có hát không idol? Hát đó hả? Hát là hát chay nhá, không có mic, không có gì hết. Hello from Oxford. Wow, hi, what's up? Oxford. Anh mãi đỉnh. Hôm nay lạnh lạnh hả? Yeah, mùa này châu Âu lạnh mà.
Châu Âu tháng 3, mình nghĩ tháng 3 là lạnh nhất, tháng 4 bắt đầu ấm ấm dần. À, mình ghét lạnh lắm, nên chính vì vậy mình chưa về châu Âu. Mình đợi thời tiết sắp đẹp lại rồi. Chay cũng được anh. Rồi các bạn kể gì vui vui cho mình nghe coi. Các bạn đã xem MV chưa? Có thích không? Gần nữa Đức tuyết rơi cả 2 ngày nay rồi. Đài Loan chào anh, lâu lắm không vào nhà anh, còn nhớ nick em không? Hello em. Cày nát MV luôn anh ơi. Gần nữa là chết các em anh ơi. MV tuyệt vời anh ạ. Thank you em. Bữa trước lúc mình livestream á, tại vì cái mình cứ quen là mình xoay cái mặt như thế này á, nhớ. Mà góc này đẹp hơn. Mà góc này đẹp. Góc này đẹp. Con nào đẹp hết. Được cái tự tin. Bạn này có khuôn mặt giống búp bê Ken. Trời ơi. Sao nhiều người nói mình giống búp bê Ken nhỉ? Mình nói thế tội nghiệp búp bê. Mình thấy mình giống búp bê Chucky hơn con búp bê giết người ấy. Con xấu xí đấy. Mình giống nó hơn. Thứ nhất là về tính cách. Người ta gọi là không góc chết. Không, anh nói thật nhá. Nhiều khi anh đùa đùa anh nhận là anh đẹp thôi, nhưng mà anh thấy là góc nào anh cũng chết hết. Nhiều người nói là gặp Ly ở ngoài thì đẹp trai hơn nhiều so với chụp hình nha. Không ăn ảnh, ham ăn nhưng mà không ăn ảnh. Trời, thế chứ. Mắt anh dạo này mất ngủ à? Tối qua anh không ngủ nhiều lắm. Tối qua nói chung là lo nhiều việc rồi, mới ra MV thì cũng vừa vui mà vừa có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Là tối qua anh ngủ có 3 tiếng đồng hồ và ngày hôm nay thì mới đáp máy bay xuống nha. Nên là mặt hơi bị ngu tí. Anh ngu không? Hơi ngu nhỉ. Anh cứ đùa, đùa anh đùa đùa thôi chứ anh đẹp thật. Đẹp thật à em? Cảm ơn em. Cái vẻ đẹp của anh là vẻ đẹp đi trước thời đại á. Tức là có thể là bây giờ thì nhân loại chưa nhận ra cái nét đẹp của anh đâu, nhưng mà biết đâu đấy 20 30 năm nữa người ta sẽ trầm trồ, ồ hóa ra thằng này lúc trước đẹp. Bao giờ Hà Nội mới được gặp anh ở ngoài đây ạ? Bao giờ mà thời tiết Hà Nội đẹp anh sẽ ra Hà Nội. Mùi gợi cảm quá đây. Cái môi của anh á, hồi anh nhỏ suốt ngày bị chọc ghẹo nhá, kêu là môi dày rồi các kiểu. Về Việt Nam thế chúng nó suốt ngày chửi mình là miệng cá tra. Là sao môi dày từ bé à? Mặt anh nay thon hơn rồi, anh giảm cân. Anh giảm được 8 kg rồi em ơi. Giảm được 8 kg mới tự tin ngồi gần như này. Thấy không? Bây giờ thấy đấy, jawline. Thấy không? Cái này lúc trước là mỡ không. Xuống 8 kg. Một ngày anh tập ít nhất 3 tiếng đồng hồ. Giờ thì phải mất tiền đi tiêm để dày. mình được cái là không phải tiêm. Ôi mà lúc trước có đứa nó đồn mình bơ môi. Kệ. Làm sao để giảm cân anh ơi? Hello,
Nathan Lee, Unicorn FC. Giảm cân á, cái điều đầu tiên á, anh nghĩ là phải điều tiết lại cái chế độ ăn uống và tập thể dục nha. Anh hiện tại là anh tập thể dục một ngày 3 tiếng, khá là nhiều, nhưng mà bởi vì anh muốn ép cân để quay MV, bởi vì thời gian này đang có hứng làm nhạc thì làm. Mà chẳng có đứa nào như mình ra MV xong đi chơi luôn. Thật ra anh ham chơi lắm, giờ anh chỉ thích đi chơi thôi. Mà mỡ hay thịt em vẫn thích. Ăn nhiều tôm hùm nhé. Anh mới ăn tôm hùm hôm qua xong. Mình cũng thấy tội con tôm hùm mà. Nó ngon quá. Quay gần nhìn phê quá. Giọng hát em rất hay, hát tiếng Anh đỉnh, hát tiếng Việt cũng hay. Rất tiếc là em ít hát cho khán giả được thưởng thức. Em cảm ơn chị. Thật ra thì có thể là năm nay em sẽ hát nhiều hơn. Năm nay cũng có lửa để làm nghệ thuật nhiều hơn. Mặc dù là nói thật là mình làm cả ngàn người phá, làm đủ các trò bẩn thỉu qua đến giờ, một đống seeding ảo và tường nhà mình khắp nơi trên các diễn đàn toàn nick ảo, trời. Ảo không. Mà thôi kệ, là sao? Ok, chửi đi. Cảm ơn vì đã tương tác. Bao giờ Thành lấy vợ vậy? Anh chưa biết nhé, chưa biết. Lúc trước anh nói là anh sẽ không bao giờ lấy vợ, bây giờ anh nghĩ là một ngày nào đó nhé. Anh đâu lấy em. Ủa sao hôm nay mọi người cứ hỏi bao giờ mình cưới vậy? Mình á, có một cái rất là khác với người khác, đó là cái cuộc sống riêng tư của mình á, mình giữ cho mình biết nhá. Mình không có nhu cầu, tại vì cái này cũng là một cái mà mình chia sẻ thật sự với các bạn nhé, và mình cảm cảm nhận được á, đó là nếu mà các bạn có một tình yêu á, mà đẹp á, đừng khoe. Thật sự thời buổi bây giờ không nên khoe, có tiền cũng giữ cho mình, không cần thế nào phải biết, và có tình yêu càng nên giữ cho bản thân nhỉ. Thế là ngày nào đó, chưa biết ngày nào. Tôi cũng nick ảo đây mà yêu quý ly quá trời. Mình biết nick này. Hello, em muốn lấy ai rồi, anh giữ riêng cho anh biết, tụi em ủng hộ anh nhá. Anh giữ riêng cho anh định cho anh biết, nhưng mà thật ra cuộc sống tình cảm của anh không có gì hết nhá. Không có gì, độc thân vui vẻ, thích là đi chơi. Thôi đừng lấy vợ anh ơi. Rồi suốt ngày hỏi là bao giờ mình cưới vợ, xong rồi bảo đừng lấy, là nào cuối cùng là lấy vợ hay không lấy vợ. Con gái em nằm cạnh xem anh nói chuyện mà cười hoài à? Cười sao? Tại thấy chú cute đúng không? Anh hôn gió hai cái đi ạ. Đấy ạ. Chàng này mà lấy vợ thì bao nhiêu nàng đau khổ. Mình không muốn làm ai đau khổ đâu, nên mình sẽ ở vậy cho các bạn vui nhé. Cái comment này sao nó không, rồi thấy comment nó nữa rồi.
Cảm ơn em, Long Thành Nguyễn. Thật ra, anh nghĩ trong showbiz, có nhiều người họ cũng rất là thẳng thắn. Họ cũng muốn thẳng thắn lắm, nhưng mà vì nhiều lý do mà họ không không thể thẳng thắn được. Mỗi người có một số phận và mỗi người có một cái cách xử lý tình huống riêng. Có những người họ không đủ khả năng để bật lại. Còn anh thì cứ rong chơi khi nào chán thì lập gia đình. Không, không phải bao giờ chán thì lập gia đình. Lập gia đình là khi nào mà mình cảm thấy thật sự vui đó, và mình cảm thấy hào hứng. Gặp một ai đó mà mình cảm thấy thật sự yêu thương và muốn bảo vệ, đồng hành với họ suốt cuộc đời, cái đó là một điều rất là đẹp. Mà bây giờ mình nghĩ là hơi khó. Sao anh nói chuyện cuốn hút thế? Cuốn hút không em? Thế mà trước đây chúng nó chửi anh là ngáo. Mà ngáo không sao. Ngáo mà không hại ai, ngáo mà làm những thứ tốt đẹp cho cuộc đời thì nên ngáo. Tưởng tượng anh Ly có baby bồng ra Hà Nội ọt fan với hậu cơm vui lắm đây. Giọng ấm lắm luôn. Hello. Gần đây mình thích Ly nhiều hơn vì cách mà Ly đối diện với mọi thứ. Chúc Ly luôn vui. Cảm ơn Khánh Linh nhé. Thật ra mình vui. mình dễ để vui lắm nhá. Thật ra không khó để làm cho mình vui đâu, nhưng mà mình cảm nhận nhá, cái này mình chia sẻ luôn với các bạn nhá, thật sự luôn đó. Rất là chân thành luôn đó. Khi mình không ở trong showbiz đó, mình vui hơn rất nhiều thật. Nhìn thẳng vào mặt các bạn, vào đôi mắt, hãy nhìn vào đôi mắt mình thật. Không ở trong showbiz mình vui hơn nhiều. Mình chả thiết tha gì cái giới này hết. Thề. Thiết tha chứ, để làm gì? Nổi tiếng, không có nhu cầu. Tiền. Càng không. Nên là cuối cùng làm nghệ thuật để làm gì? Đơn giản là bởi vì là nó là cái cách để cho mình giải tỏa những cái năng lượng ở trong con người mình, cách mà mình chia sẻ những cảm xúc của mình đến với mọi người thôi. Chứ còn ở trong showbiz đó, showbiz đối với mình nó không là cái gì hết. Không là cái gì, nhất là showbiz Việt. Thật anh ở một cái tầm khác nên em rất thích anh. Thank you em. Hello. Anh giống người Hàn Quốc quá. Đâu, anh người Việt Nam mà. Anh đi ra nước ngoài mà ai nói là anh giống Hàn Quốc hay là giống Đài Loan, Nhật Bản gì đấy là nói không. Việt Nam. Chính gốc. Trai Hà Nội. Chào anh Ly. Hello em. Hôm nay thứ bảy đúng không? Các bạn không đi chơi đâu à? Đừng nặng lòng với những gì họ nói vì mình chỉ có hai tay không bịt được miệng thiên hạ. Chúc Nathan luôn gặt hái những điều tốt đẹp trên đường đi tới. Cảm ơn chị nhé. Không biết là chị hay là bạn. Không, mình chả có nhu cầu bịt miệng ai hết. Thật sự luôn, tâm muốn nói gì người ta nói à? Nói gì nói. Mà đa số những cái lời nói mà từ hôm qua đến giờ á, toàn là từ một nguồn mà ra là ảo không. Mình rất là khinh những điều đó luôn. Mình thấy nó nó rất hèn. Cực kỳ hèn luôn.
Biết anh là người Việt mừng hú luôn, quá tự hào. Việt Nam có nghệ sĩ tài năng như anh Ly. Hello em. Rồi các bạn đang làm gì? Trước khi vào coi livestream các bạn tối nay làm gì? Có đi chơi ra ngoài đường ăn uống gì không? Tối hôm qua, chiều hôm qua họp báo mà mình không nghĩ là họp báo nó sẽ lâu đến như vậy. Tối hôm qua tí tởn tưởng là được đi ăn với một vài người bạn mà cuối cùng họp báo lâu quá, các bạn phóng viên hỏi quá nhiều mà hôm qua rất là vui và vui nhá. Hôm qua vui 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 đang định đi tắm thì anh live tắm đi em. Vừa tắm vừa coi live được mà, bình thường. Tài giỏi và có tâm, có tầm. Cảm ơn Quỳnh Vân. Bữa nào quay lại châu Âu qua Milan, mời ly cà phê nha. Ok. Ly thích qua Ý lắm. Trước đây khi ở châu Âu thì Ly thường xuyên đi mấy nước như là nước Anh là đi nhiều nhất, bởi vì từ Pháp qua Anh nó rất là tiện để đi. Sau đó là đi Tây Ban Nha, đi Ý. Mình thích Ý lắm. Ý mình thích hầu như thành phố nào mình thích. Mà Venice là mình thích nhất. Rồi Milan. Hồi trước mình có từng ở Milan lúc mà mình còn làm người mẫu ở trong một cái căn hộ đấy chắc tầm khoảng 30 mét mà 8 thằng người mẫu ở cùng nhau. Mà hồi đấy vui, hồi đấy vui. Nhiều lúc mình không nhớ nghề người mẫu nhưng mà mình lại nhớ những cái quãng thời gian mà mình làm người mẫu trước đây. Vì lúc đó mình đi rất là nhiều. Đi nhiều. Nó làm cho mình trưởng thành nhiều. Tự lập. Tự lập từ rất sớm. Cho em bẹo má anh tí đi. Em bẹo đi. Anh Ly ơi, anh qua Canada. Em ở đâu ở Canada em? Salut Lucky, tu travailles pas? Trop bien ton clip. Merci. Tu l'as partagé? Tu l'as montré aux gens? Cưng quý. Vancouver hả? Vancouver bây giờ đang lạnh đúng không em? Trời ơi. Cái nước mà lạnh nhất mà anh từng đi anh nghĩ là Canada. Anh nhớ kỷ niệm mà đi đi Montreal tháng 3. Trời ơi, âm 30 độ. Ra ngoài đường mà cảm giác như tai mũi chuẩn bị rớt xuống đất luôn. Je sais. T'es toujours à la montagne? Une caille. Bắt đầu vào hè rồi tầm 10 độ. Cũng đỡ. Ly qua Nhật tháng 4 em sẽ tình nguyện đưa anh đi ngắm hoa anh đào. Mình rất là thích bởi vì trên fanpage của mình á, có rất là nhiều bạn ở nước ngoài. Nói chuyện với các bạn có cảm thấy khi mà ở nước ngoài á, có người để tâm sự á, nó làm cho mình cảm thấy gần gũi hơn và cảm thấy là cái cảm giác như là được ở Việt Nam không? Ở nước ngoài
Mình nhớ là trước đây hầu như là năm nào mình cũng về Việt Nam chơi, nhưng mà trước khi mà về Việt Nam sinh sống thì và hoạt động nghệ thuật thì có những lúc mình nhớ Việt Nam khủng khiếp luôn, rất 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 nhớ. Và trong đầu mình lúc đó Việt Nam nó là như là một giấc mơ, mình nhớ toàn nhớ đến ăn thôi. Nhớ đấy. Ăn ăn phở, ăn phở, ăn xôi, tâm hồn ăn uống. Hồi đó thích về Việt Nam lắm, bởi vì còn gà Tây mà, ngây thơ. Sau này thì nhớ phở tái lăn là đúc, phở đó phở thìn em ơi. Gia đình em kinh doanh resort bên Nhật, anh qua em sẽ lo cho anh từ A đến Z miễn phí hoàn toàn luôn. Cảm ơn em. Không, anh không thích miễn phí đâu. Nếu mà anh có cơ hội để ủng hộ cho các bạn, nhất là những bạn fan, thì hãy để cho anh trả tiền. Chuẩn anh à, ở Hàn Quốc chưa lúc nào cũng ao ước được sống ở Việt Nam vì ở Việt Nam nhiều đồ ăn. Anh cũng thích đi Hàn, anh cũng có nhiều nhiều bạn ở Hàn Quốc, nhưng mà nếu mà để chọn sống thì nếu mà các bạn có một thành phố để các bạn chọn sống thì các bạn sẽ chọn sống ở đâu? Thành phố nào mà các bạn yêu thích nhất? Trừ Việt Nam ra. Good morning from San Francisco. Hello. Bonjour du Canada. Bonjour. Comment ça va? Je peux parler le français avec un accent canadien. Em thấy anh nói tiếng Pháp giọng Quebecois giỏi không? Vancouver, Hà Lan ạ. Toronto. Oh wow. Rồi, có những bạn đang ở nước nào nữa? Mình đọc hết lên nào. Sống ở Áo. Wow. Định rủ anh lên Đà Lạt nuôi cá và trồng thêm rau. San Francisco. Love it there. It's nice. Anh đi nói accent nào ra accent đó luôn. Yes. Japan. Wow, I love Nguyễn. Tuyết Hồ ở... Tuyết Hồ ở Đà Lạt à? Bao giờ anh về LA ạ? À? Chắc anh sớm về thôi, anh đang có mấy show người ta đang mời ở ở LA với ở Vegas với ở đâu nữa. Nói chung là có một đống show mời bên Mỹ mà anh lười, nên là lần này anh về chắc anh sẽ hát khoảng 5-6 show rồi ở nhà. Về Mỹ bây giờ sẽ gặp lại rất là nhiều bạn bè mà 3 năm qua không không được gặp. J'adore ton français. Merci. Lại cho anh Ly không sót một bài. Cảm ơn em. Hôm nào làm show mini ở Sài Gòn nhà anh. Ok em. Luxembourg. Salut. Chỗ mình 2:20 sáng.
không buồn ngủ à bạn? Đi về Mỹ là sẽ gặp người yêu cũ. Có không ta? Hình như có. Ça va ma chérie, tu travailles? T'es toujours à la montagne. Anh đã đến Đức bao giờ chưa ạ? Em đang bên Đức. Anh có qua Đức rồi cơ. Anh qua Đức. Anh ở Munich. Frankfurt. Anh có qua Đức rồi. Anh cũng thích Đức. T'as froid? J'imagine. Bah oui, il fait froid, il caille. Il caille. Hát đi anh ơi. Nhật Bản đẹp thật nhưng lại thấy cô đơn. Em ở Nhật 3 năm, bây giờ lại thấy nhớ Việt Nam. Chung là xa quê thì mình sẽ đôi khi mình sẽ hơi hơi buồn. Mà em ở bên đó làm gì? Em đi học hay là em đi đi làm em sống ở bên đó? Hả? Dạ. Seoul ạ. Hàn Quốc bây giờ cũng lạnh đúng không em? Giọng anh Ly nghe mát quá. Anh Ly ơi hát đi anh. Hát chay à? Các bạn muốn nghe mình hát cái gì? Tối hôm qua không ngủ rồi mới xuống sân bay xong bắt hát. Còn hát chay nữa, các bạn muốn nghe mình hát cái gì? Xa quê thì nhớ anh Ly. Lấy chồng xa xứ nhớ món ăn Việt Nam lắm anh ơi. Anh thấy ở nước ngoài hầu như nước nào cũng có nhà hàng Việt hết mà thôi tự nấu đi em nhớ. Có biết nấu ăn không? Thật ra bây giờ dễ hơn, lên mạng có thể có nhiều recipe để có nhiều công thức nấu ăn rồi cách nấu ăn mọi thứ bây giờ nó cũng cũng dễ để tìm. Chịu khó tự nấu vậy thôi rồi biết sao. Anh lúc trước anh ở nước ngoài cái anh nhớ nhất biết là gì không? Món mà nhớ nhất của Việt Nam luôn ấy, đoán thử xem. Biết gì không? Rau muống. Trời ơi, rau muống ở bên Pháp ấy, nó dở khủng khiếp. Rau muống ở bên Pháp nó dở kinh khủng khiếp luôn, mà đắt nữa chứ. Nhưng mà thật ra đắt không phải là vấn đề mà vấn đề là nó không ngon, ăn nó chả giống rau muống thế, ăn như là nhai rơm kinh. Phở. Thèm ăn rau muống. Mùa hè ở Nhật mới có rau muống ăn anh. Paris đắt đỏ nhất thế giới. Anh không nghĩ là Paris đắt đỏ nhất thế giới. Anh thấy bình thường mà sao? Anh không biết. Anh không nghĩ Paris đắt đỏ nhất. Lúc trước nơi mà anh cảm thấy là cá nhân anh cảm nhận là đắt nhất thế giới đó là Nhật Bản. Cũng có thể là hồi đó anh còn đi làm người mẫu và hồi đó thì rất nghèo, người mẫu nghèo. Lúc đó anh cảm nhận là Nhật là đắt nhất. Hồi đó anh ở Tokyo được khoảng 4 tháng. Anh thấy lúc đó anh thấy đắt lắm. Em ở Hamburg, Đức có thể qua Pháp. Này anh cơ mà chưa được điều kiện qua Pháp cho anh ơi, mục tiêu của em là một lần qua Paris chơi. Em mới qua từ Đức qua Paris nó đơn giản mà,
Em lái xe cũng được mà. Nhá, nó không đắt lắm đâu. À không, anh không biết là em có lái xe hay không, nhưng mà từ từ Đức qua Pháp nó không đắt lắm đâu. Qua chơi đi em. Paris là anh nghĩ là ai cũng, nếu mà có điều kiện thì nên nên đến một lần. Ngày nào đấy mình sẽ livestream, mình sẽ làm một livestream để hướng dẫn các bạn du lịch ở bên Pháp làm thế nào mà có một chuyến du lịch trọn vẹn, không tốn nhiều tiền và vẫn tận hưởng được tất cả những cái gì tốt đẹp nhất ở Paris. Bởi vì Paris thì nó như là cái ngôi nhà của mình, và ở bên đó thì mình có rất rất là nhiều trải nghiệm. Mình đôi khi đi du lịch á, cái mà các bạn cần là cái người gọi là thổ địa, người ta có thể dắt các bạn đi những cái chỗ mà nó đặc sắc. Và những chỗ đặc sắc đấy không phải là mắc tiền, mà đơn giản là bởi vì nó sẽ, đầu tiên là nó sẽ mang cho các bạn những cái ấn tượng, những cái dấu ấn khác biệt so với những gì mà, bởi vì trên mạng bây giờ cũng cũng khó lắm để kiếm ra một cái địa chỉ nào đó họ có thể trả tiền để PR quảng cáo, và những cái chỗ mà dành cho người dân du lịch á, thì đa số cá nhân mình cảm nhận là nó không phải là những cái nơi mà hay ho, bởi vì cái đầu tiên là nó rất là đắt, và cái thứ hai là chất lượng thì nó chưa chắc là nó đã ổn. Nên đến Paris thì phải 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 biết, phải hiểu Paris. Mình rất hiểu nó. Nên mỗi lần mình về Paris thì mình biết tận hưởng tất cả những cái gì hay ho đẹp đẽ nhất với một mức giá ok nhất. Khi nào qua Mỹ chơi anh? Anh tính là hè này anh về Mỹ. Tính là hè này anh về Mỹ. Chắc anh sẽ về châu Âu trước rồi anh bay qua Mỹ. Anh có thích ăn crepe mặn không anh Ly? Không em ạ. Cái crepe mà anh thích ăn nhất là crepe với crème de marron. Hâm mộ anh lắm. Cảm ơn em. Về Paris có ghé Marseille không em? Em không ạ. Em ít khi em đi Marseille lắm. Chắc là Marseille em đi được 2 lần trong đời. Chị ở Marseille à? Ở tiểu bang nào anh? Anh ở LA em. Anh ở Beverly Hills. Anh giàu quá. Anh ngồi nói chuyện rất là đơn giản như thế này mà em lại bảo anh giàu quá là sao? Mình rất thích Paris nha. Ước gì được đi nhiều nơi, biết được nhiều thứ như anh Ly, mỗi tội không có tiền. Thật ra nếu mà em muốn đi thì anh nghĩ là em có thể tiết kiệm để em đi được nhá. Thật ra bây giờ đi du lịch là nó có nhiều cái package để em có thể, có nhiều gói để em có thể đi du lịch được, không cần phải có quá nhiều tiền đâu. Cái quan trọng là quyết tâm á. Tại vì khi mà mình nghĩ đến chuyện đi một đâu đó thì mình xác định là ok, mình sẽ đi thì mình sẽ đi được.
Tiền thì chắc chắn là đi đâu cũng phải có tiền thôi, sống ở Việt Nam cũng phải có tiền mà. Đôi khi ở Việt Nam đời sống bây giờ nó cũng đắt đỏ hơn lúc trước nhiều, nên là nếu mà cố gắng làm việc và tiết kiệm tiền thì anh nghĩ là đi chơi được. Nói chung là cái điều anh khuyên các bạn đó là thật ra trong cuộc đời này á, mình muốn làm gì á, mình có những cái mục tiêu, mình phải xác định cho mình những mục tiêu và mình làm mọi thứ để mình đạt được nó. Đừng nghĩ là nó quá xa vời hay nó quá khó. Lâu lắm mới thấy idol live. Dạo này anh lười live. Anh lười live. Có cái quãng thời gian đó mà khi mà mình livestream nhiều, mình thấy là lúc đấy mọi thứ nó gọi là nó hot quá, mình bị sợ, nói thật luôn. Nên là mình bớt live lại. Với lại cái quãng thời gian đó ở Việt Nam đang giãn cách xã hội và trời, ngồi máy lạnh tí là khản giọng luôn, mình cực ghét máy lạnh. Quãng thời gian đó giãn cách xã hội thì mình ở nhà, mình livestream mua vui miễn phí cho các bạn. Rồi khi xã hội ổn định trở lại thì mình từ từ rời đi để các bạn tập trung vào công việc, cuộc sống, gia đình các bạn thôi. Good morning from LA, Nate. Hi. Good morning, LA. What's up? What's up? What's up? What's up? I'll be in LA in July, I think. Maybe for my birthday. End of July. Cứ bị thích tính cách của anh. À, cảm ơn em. Ôi anh đừng đi đâu anh ơi, anh phải xuất hiện chứ. Anh nhiều lúc anh chả biết anh xuất hiện làm gì. Thật. Anh rất là lười. Như quãng thời gian vừa rồi á, có rất nhiều chương trình mời anh làm giám khảo với mời anh làm mentor, mời anh làm huấn luyện viên. Anh lười lắm. Sự. Anh bị mất cái lửa, anh không nhiều lúc anh suy nghĩ anh hỏi là anh làm nghệ thuật để làm cái gì, bởi vì nó chả mang lại cho anh, trừ cái cảm xúc ra thì nó chả mang lại cho anh gì, thì thấy mệt. Làm nghệ thuật anh chỉ thấy anh tốn tiền. Chả kiếm được tiền với nghệ thuật, xong rồi còn suốt ngày gặp những trường hợp chơi bẩn chơi xấu như tối hôm qua anh rồi anh nói toàn sitting out, chửi các kiểu mà chửi cực kỳ thô tục. Anh thật nhớ, anh đọc những cái comment đấy anh cười, bởi vì là nó nó rất là ấu trĩ, nó quá bẩn thỉu và nó thể hiện đúng cái phong văn hóa của cái người làm sitting đó luôn ấy. Anh khinh khủng khiếp luôn, nhưng mà anh cười thôi mà, đúng rồi, cuộc đời của họ chỉ đến vậy thôi, một ngày nào đó họ sẽ phải trả giá chắc chắn. Nên là nhiều lúc anh nghĩ là thôi, cuộc đời mình đang sung sướng, anh nghĩ là mình là người rất là may mắn, rồi anh có bạn anh để anh chia sẻ mỗi ngày, ngày gọi điện cho nhau 12 tiếng. Thật ra cuộc sống của anh á, anh sướng lắm, anh cực kỳ sướng luôn á. Tất cả những cái gì mà mọi người thấy, nhiều người người ta khoe là có nhà ấy, có xe, mua những món đồ này kia rồi lên mạng khoe là mình sang chảnh các kiểu ấy. Đối với anh nhìn cái đấy anh thấy buồn cười, bởi vì với anh nó rất là bình thường, nó chả có cái gì, chả có gì là hay ho ấy. Mua đồ thì có gì mà hay, đập hộp thì có gì mà hay. Đối với anh cái đấy là chuyện cơm bữa. Anh nói chung là anh không hợp với showbiz thật sự luôn, không hợp, nhất là showbiz ở Việt Nam không hợp, tính anh không hợp, anh tự biết không hợp tí nào luôn.
Việt Nam mà không luồn cúi, không thảo mai thì không được lòng nhiều người. Đôi khi khán giả về thôi họ cũng không có thời gian, không không đủ kiên nhẫn để họ tìm hiểu về mình. Nên là những cái người mà thẳng tính, nóng tính như anh nữa thì rất là dễ bị ghét. Còn suốt ngày cái mặt là nhìn thấy ghét. Nên là thôi chả hợp, anh chả có nhu cầu. Bây giờ anh hỗ trợ được cho các bạn trẻ thì anh hỗ trợ. Rồi vui thì hát, vui thì ra sản phẩm. Còn có đứa nào mà ra MV xong đi chơi không? Mỗi thằng này. Em đọc được mấy comment ảo chê dưới MV của anh, em mắc cười nhất nó thay mỗi tên nick nhưng đều là một ảnh avatar. Em ơi, anh nói rồi, đúng quá giờ á, rất nhiều seeding toàn là comment ảo chửi anh, mà anh cũng không hiểu là anh làm gì để họ chửi luôn. Anh làm gì? Không có gì để chửi được anh hết, anh đâu có khốn nạn mất dạy bẩn thỉu như chúng nó, đúng không? Không hề. Chửi cái gì? Chửi cái gì? Một thằng sống quá tử tế. Quá tử tế luôn. Với tất cả mọi người, kể cả những người chả phải là bạn của nó. Và một thằng 1 triệu mà cả xuống còn 500k, tự nhận là bạn bè, và sau đó bao nhiêu người đều quay lại chửi thẳng vào mặt và lật mặt, cái bộ mặt thật xấu xa bẩn thỉu của nó ra. Hèn, rất hèn, toàn nói, toàn chém gió, chơi bẩn. Sau cùng để được cái gì? Được cái gì không? Không được cái gì hết. Nên là tất cả những cái comment mà chửi mình từ hôm qua đến giờ toàn là comment ảo thôi. Nhưng tuy nhiên tất cả những comment mà chửi nó thì đều là người thật việc thật, đúng không? Yes. Anh không chơi trò đó, anh không mất thời gian để anh làm những cái trò bẩn thỉu đấy. Mình là người sạch sẽ, không có nhu cầu bẩn. Còn nói thật nhá, những gì mà nó đã làm sẽ phải trả giá thôi. Yes. Còn một mạng người nữa đó, đừng cười vội. Anh hát bài mới nghe ấm lắm nha anh. Cảm ơn em. Mà hôm qua giờ fan mình đọc comment chắc buồn cười lắm đúng không? Đinh kiểu dốt ấy. Chửi thì toàn chửi những cái thứ cực kỳ là tục tĩu. Cùng một comment đó mà 10 nick ảo chửi cùng một comment luôn. Trời ơi, các bạn seeder làm việc nhận tiền thì cũng có thể là vừa có seeder và vừa nhân vật đó với 1001 nick ảo tự làm luôn đúng không? Nhưng mà nó thể hiện cái phong văn hóa và cái sự dốt nát kém cỏi của các bạn. Sự động não thì đi kiếm nội dung content mới. Xin đi ngào trừ người khác cũng phải đầu tư tí.
Nói chung là chúng ta cứ enjoy, chúng ta cứ enjoy cái moment này đi. Mình thật sự những cái đấy nó làm cho mình buồn cười, bởi vì mình nói rồi, mình ra MV thật sự nhá, thật sự luôn á, lần này mình ra MV á là mình tặng cho các bạn nhá. Các bạn biết là mình làm nghệ thuật đó, các bạn là một trong những lý do lớn để mình tiếp tục mình làm nghệ thuật, cũng là một cái động lực để cho mình làm nhá. Sau đó là mình làm để mình trân trọng người nhạc sĩ đã viết ra những ca khúc đó. Thì Yêu Thương Quay Về là của nhạc sĩ Khắc Việt. Hôm qua là kỷ niệm 4 năm ngày cưới của Khắc Việt. Mong là Việt đã có một buổi tối. Và sắp tới thì sẽ có những sản phẩm với nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Trung thì hôm qua cũng đi họp báo. Nói chung là mình đang có cực kỳ nhiều dự án nghệ thuật cả Việt Nam cả nước ngoài nữa, mà nói thật là mình hào hứng hơn với những cái dự án ở nước ngoài, bởi vì mình nghĩ là nó ít nhất là trong thời gian này thì nhờ rất là nhiều những cái yếu tố nó làm cho mình thuận lợi hơn trong trong sự nghiệp nghệ thuật ở thị trường quốc tế. Và K-pop, cảm ơn K-pop rất là nhiều, bởi vì ít nhất là bây giờ mọi người nhận ra cái nét đẹp mà của người châu Á nhiều hơn. Chứ lúc trước khi mà mình làm người mẫu, cái quãng thời gian đó là mình là người mẫu nam châu Á duy nhất ở Paris vào cái thời điểm đó. Và cái đó không phải là cái hay đâu, bởi vì là nó đơn giản là lúc đó nó không có nhiều cơ hội cho người châu Á. Bây giờ thì người châu Á càng càng ngày càng có cơ hội để tỏa sáng hơn, nên là mình hào hứng với những cái dự án ở nước ngoài hơn. Ở Việt Nam thì để cho các bạn trẻ, nhân tố mới họ có cơ hội làm nghề, rồi họ có cơ hội thể hiện bản thân là cái hay. Anh hát siêu hay mà anh không hát quá phí. Năm nay anh sẽ làm live show. Năm nay anh sẽ làm. Chưa biết bao giờ làm, nhưng mà có thể là tầm khoảng tháng 10. Tháng 10. Những lúc thấy cuộc sống dần nhạt hơn, nếu có thời gian đại ca đi phượt đi, em thích lên Tây Bắc. Ô, anh chưa lên Tây Bắc bao giờ. Anh cũng muốn đi thử. Anh muốn đi thử. Cảm ơn em. Anh sẽ thử. Anh chưa lên Tây Bắc bao giờ, thấy thấy ảnh rất là đẹp. Nhiều người nói với anh là nên thử đi Tây Bắc. Cảm ơn em. Đây là một ý kiến rất hay. Anh sẽ thử. Anh chưa đi phượt bao giờ. Có khi là trong tương lai thử thử xem phượt như thế nào. Anh Ly mãi đỉnh. Anh yêu em. Em thắc mắc về tên của anh. Thắc mắc gì về tên của anh em? Idol đang tới đâu rồi ạ? Hồng Kông, chào Idol. Chào em. Ni hao. Tới rồi anh ạ. Anh sẽ làm một chuyến lên Tây Bắc thử. Rồi có bạn nào ở những nước khác nữa không? Đi phượt thú vị lắm luôn. Thế à, mình chưa bao giờ có cái trải nghiệm đi phượt. Chờ đi. Malaysia. Trời, lần cuối anh đi Malaysia. Hồi trước là anh có làm gọi là đại sứ du lịch cho Malaysia. Lần cuối anh đi là hồi đấy là đi coi đua xe
F1 hồi đó là năm bao nhiêu nhỉ? Chắc khoảng 2012 hay sao? Korea. Sang Dubai. Yes, mình cũng đang muốn đi Dubai này, lâu không đi. Dubai lần trước mình đi chắc phải cách đây khoảng 4 năm. Good morning from Orange County. Good morning. Hello. Taiwan, Sweden. Anh đến ga Kiên Gia, ga đắt đỏ nhất của Nhà Trang. Em đang bên Nhật hả? From Japan, we love. Có nhiều bạn bên Nhật quá ha. Hello, chào Thư, chào Ngọc Vũ. Romania. Wow. Em ở Tiệp Khắc này, rất là yêu anh à. À, cảm ơn em. Em thích kiểu trải nghiệm cùng cuộc sống của người dân và những nơi dân dã thiên nhiên hơn là đến những nơi du lịch hóa. Cái này là cái rất là hay. Hay. Này em giỏi hơn anh chưa chưa bao giờ có những trải nghiệm đó. Có thể một ngày nào đó. Fan cứng luôn nha, thích tính của Ly. Cảm ơn bạn. Anh mà sang Japan thì cho em vào anh nha, ha ha. Fan của Ly ở bên Nhật hơi bị đông á. Qua đó là có thể off FC. Thật ra mình có thể off fan club ở mỗi nước trên thế giới được luôn á. Ê, hay là lần sau mình về Paris mình tôi bây giờ đăng ký đi các bạn. Các bạn đăng ký đi. Xem là trừ Việt Nam ra thì những nước mà các bạn muốn mình off fan sẽ là ở đâu? Em gặp anh Ly từ hồi anh là giám khảo Next Stop, em là thí sinh. Ô, anh là thí sinh á? Hồi đó là anh đã cú tè dễ thương rồi đúng không em? Hồi đấy vui. Thật ra anh vẫn nói chuyện với nhiều bạn ở trong những cuộc thi mà anh từng làm giám khảo. Vì nếu mà em mà đã tham gia thi cái gì mà có anh á, thì chắc chắn là gặp anh là em sẽ thấy anh kiểu rất là cute và luôn luôn rất là thoải mái với các bạn đúng không? Thì anh luôn luôn nghĩ là trong những cái cuộc thi ấy, thì cái điều đầu tiên là phải làm cho các bạn cảm thấy thoải mái nhá, cảm thấy tự tin. Anh không giờ anh muốn thể hiện ra là mình là người trên cơ với các bạn hết đó. Không. Nhá. Thế hồi đó em đi thi em có những trải nghiệm tốt đẹp không em? À, dạ rất là cute luôn ấy, em vẫn nhớ tới giờ. Anh hát chay bài yêu thương quay về gửi đồng bào mình ở Nhật đi. Yêu thương quay về hả? Em hãy nên đi, đừng làm anh khóc thét. Anh không trách gì, em hãy cười lên đi. Trông thấy em cười, lòng anh cũng thấy vui. Em hãy bước đi, đừng ngoảnh lại làm chi. Em hãy nhớ rằng người anh yêu chỉ em. Em hãy tin rằng anh vẫn đợi chờ em. Đó. Ấm ghê. Thật ra bài đấy anh vẫn chưa thuộc lời. Bài của mình. Anh bị cái bệnh á, bài người khác á, đôi khi anh thuộc, nhưng mà không, nói chung là
Những bài mà anh thuộc nhiều là bài nước ngoài. Việt Nam thì ngày nào cũng hát nhảm cho bạn anh nghe. Rồi mà anh hát nhảm thì nghe kinh khủng khiếp lắm. Dark Horse. Dark Horse là bài của Katy Perry á hả? Somewhere only we know. Dark Horse. Anh không thể hát bài đấy như nào nhờ? Tháng sau em về Việt Nam chơi cho em gặp anh với. Maybe. Dog Horse. Bài đấy bây giờ là bao nhiêu view trên YouTube rồi? Bài đấy anh nhớ là mấy tỷ view mà đúng không? Anh không thuộc lời bài đấy. Anh Lý hát nói chuyện rất dễ đi vào giấc ngủ. Anh Lý hát quá đỉnh. Thank you cơ. Cảm ơn em. Mấy giờ rồi? Thôi, gần 11 giờ rồi. Thôi, mình xin phép các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn tối nha. Thật ra là mình có đồ ăn từ nãy đến giờ mà mình chưa ăn. Em ngưỡng mộ cái khí chất của anh ạ. Tới giờ luôn là hình như 8 năm mà em vẫn nhớ anh đi giám khảo. Không phải đếm giờ là 12 năm rồi em ạ. Ê, các bạn muốn xem cái nơi mình đang ở bây giờ không? Nó cực kỳ xấu luôn. Tối nay mình ở trong một cái phòng xấu. Chỗ này nó còn nhỏ hơn phòng ngủ của mình nữa. Cái vấn đề đó là bây giờ hôm nãy mình có nói chuyện với bạn mình ấy, nói là rồi đi đâu cũng thấy không bằng nhà mình luôn. Tuần này mình sẽ livestream trên biển cho các bạn xem. Sao ăn tối muộn à? Anh ăn tối bởi vì nãy giờ có đồ ăn đi rồi mà anh mải livestream mà anh quên không ăn luôn. Bây giờ chắc nguội hết đồ rồi. Để mình show cho các bạn cái nơi mình đang ở. Đây là ngay giữa trung tâm thành phố. View rất là đẹp nhưng mà bây giờ buổi tối sẽ không thấy gì. Ok. Đây là hành lang. Đây là hành lang đó, hành lang. Đây là phòng khách. Có thấy mình không? Đây là phòng khách. Đây là thành phố. Nhưng mà bây giờ không thấy gì ấy. Đó. Đây là cái tủ để đồ. Đây là phòng tắm. Bồn tắm. Đây là phòng ngủ. Mình bị một cái bệnh là cái bệnh chung thủy á. Thật ra có nhiều những nơi khác mà nó đẹp và mới hơn rất là nhiều mà giá nó cũng chỉ tầm như vậy thôi.
Nhưng mà mình cứ quen ở chỗ nào là mình nên là người chung thủy nó như vậy đó, mình đâu xạo với các bạn đâu. Này đồ ăn này, từ nãy đến giờ rồi đó, chưa ăn luôn, bây giờ nguội rồi, nguội cứng nguội rồi, nguội rồi. Ok các bạn, thôi mình đi ăn nhé. Tối nay livestream chia sẻ với các bạn nhé. Mong là các bạn đã yêu thích MV nhé. Đó là món quà tặng cho các bạn đó. Mình xin phép mình ăn nha. Trong tuần này mình sẽ livestream trên biển cho các bạn coi. Chúng ta sẽ tiếp tục tâm sự với nhau nhé. Bye bye.